Đây, vừa rồi là ra mới lở một lớp nhộng ấy, bây giờ chuẩn bị vào vít lắp thêm một lớp nữa. Đấy, mình lao cầu tầm này là hợp lý rồi các bạn. Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Hiện tại ngoài miền Bắc thì phấn lúa lên khá là đẹp rồi. Đấy, đang trong cái quá trình là lao cầu ong các bác. Ở trong cái video của ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về cái chân tầng của bên cơ sở nha em. Để đối với bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Với chân tầng này thì nó là cái chân tầng sáp nguyên chất 100% các bạn. Đấy, về cách nhận biết của nó thì nó khá đơn giản. Đấy, thì hình thức thì nó sẽ có một cái màu vàng đều như thế này, không bị loang lổ bởi pha tạp keo lến này. Và cái thứ hai nữa là sáp nó rất là dẻo. Đấy, rất là dẻo thì các bác bảo quản nó sẽ được lâu. Đối với cái sáp này thì nói với các bác là về cái cân nặng trước nhé. Cân nặng của nó thì 100 tấm thì nó rơi vào tầm khoảng 4 cân 2. Đấy, 50 tấm thì nó khoảng 2 cân 1. Đấy, 2 cân 1 hoặc 2 cân 2 tùy lô. Đảm bảo cho các bác là dày. Và lỗ lục lăng của nó rất là dập, rất là đều lét này. Lỗ lục lăng này thì khi mà dập qua máy mà nó chuẩn như thế này vào ấy, thì con ong nó chỉ thế là nó xây lên tươi rất là nhanh các bạn. Thường thường thì với cái điều kiện thời tiết hiện nay cộng với cái phấn lúa ở ngoài miền Bắc ấy, thì ví dụ lao một cầu vào như này, ví dụ đây là cái đàn ong 3 cầu Đông Quân này, lao vào thì thường thường tầm khoảng 3 ngày là con ong nó sẽ xây được gọi là 90%. Đấy, ngày thứ 3 khả năng ong chúa đã đẻ rồi. Đấy, còn với chân tầng này thì bên cơ sở là có bán lẻ nhé. Đấy, đối với bác nào mà nuôi ít đàn ong thì bên cơ sở là hỗ trợ luôn, là hàn luôn vào khung cầu này cho các bác về các bác chỉ việc thả này. Nếu các bác đặt ít thì bên cơ sở mới làm, nếu đặt nhiều quá thì nói chung là gửi đi nó sẽ bị vỡ đấy. Đấy, còn về đàn ong đây, quay cho các bác xem là về cái đàn ong mà chuẩn bị lao cầu đây. Đàn này thì quân khá là đông nữa các bạn. Đấy, quân rất là đông, đàn này thế 3 cầu. Đấy, bây giờ lao lên là 4 để chuẩn bị khai thác mật hoa bạch đàn lá liễu cũng như là mật keo. Đấy, mật thì bây giờ khá là đẹp. Đấy, bác đây các bác xem này. Quân tràn tán nhăn này. Đấy, các bác có thể thấy này, rất là đông. Còn ong thì thời điểm này thì đa số là nó đẹp hết rồi. Đấy, sau khi mà đánh nhãn vòng cuối cùng ấy, thì con ong cũng được nghỉ ngơi khá là nhiều. Đấy, vừa rồi nó mới ra được một lớp nhộng này. Đây, vừa rồi là ra mới lở một lớp nhộng ấy, bây giờ chuẩn bị vào vít lắp thêm một lớp nữa. Đấy, mình lao cầu tầm này là hợp lý rồi các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, mật vẫn còn rất là nhiều. Đấy, hiện tại ngoài miền Bắc thì nó sẽ có cái mật của cây sấu chu ăn quả ấy. Cái thứ hai nữa là cây sưa. Đấy, đợt vừa rồi bà con ở xóm làng là cái đợt sốt sưa đấy thì nhà nào cũng trồng. Đâm ra nó có mật cộng với những cái kiểu mật rừng dại đấy. Nhiều cây nó cũng cho mật nhưng mà với cái tỷ lệ số lượng mật nó ít các bạn. Đấy thì hiện tại trong quá trình lao cầu, còn lao cầu thì nó đơn giản thôi các bác. Đấy, bây giờ thì các bác sẽ bỏ một cái cầu vào bên trong. Đấy, ví dụ tách ra như thế này. Thì thường thường là bây giờ là sẽ lao ở cầu bên trong này nhé. Các bác bỏ thước này. Đấy, đây. Đấy, lên 4 cầu rồi thì đẹp, 4 cầu rồi thì về mùa hè vực ong thì nó dễ. Đấy, tách đây. Này, không được bỏ thước nha các bác nhé. Để bỏ thước vào thì nó sẽ không bám vào, nó xây sẽ không mạnh. Các bác bỏ thước bỏ ra ngoài. Đấy, các bác cho vào như này. Đó. Đấy, các bác ép vào nha. Đấy, cái này bây giờ không được bỏ thước nhé. Đấy, thời gian nữa lên thì các bác cho cái thước bé thôi. Đấy, bây giờ chỉ cần đóng cái thùng ong lại là được thôi. Lao cầu đơn giản. Đấy, bây giờ thì từ tối là ong nó tiếp nhận là bắt đầu nó xây luôn. Đấy, trong quá trình là ong non sẽ ở nhà xây cái bánh tổ. Còn ví dụ ong già đến tuổi khai thác mật thì nó đi khai thác mật cũng như là lấy phấn về. Đấy, đợt này thì phấn nó khá là nhiều. Một video thì giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái chân tầng này, dành cho ong lụ. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ. Đối với các bác nào mà đam mê nuôi ong mật thì có thể đăng ký ủng hộ kênh thì tiếp tục đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.